Khoan sao 800 gì 338 người xem mà chat nhảy ít vậy á? Anh không biết à. Ngoài hack game ra thì em còn hack cái kênh hack cả view cơ. Kênh em có cái gì mà thật đâu. Toàn bot hết. Cái này đi, cái này có cái loan hồng hồng chấm đẹp này. Tham thì thăm, tham thì thăm. Tham thì thăm, tham thì bú thôi. Shut up. Tell us, where did you get so many skins? Speak! You didn't have to kidnap me. You could have just asked. On Keydrop. Where? On Keydrop. Look what I have in my pocket. Yo, hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ làm tí Keydrop nha. Nếu như mà anh em không biết cái web này là cái web gì thì thay vì anh em mở hộp set go thì anh em có thể nạp tiền vào đây, anh em mở chuyên dụng. Ví dụ anh em chỉ thích dao thôi thì anh em sẽ mở hộp dao trong đây, hoặc là anh em thích ốp thôi thì anh em có thể mở ốp trong đây. Hôm nay có cái sự kiện mới nè anh em. Rồi trời, gọi là lướt qua tí sự kiện Chinatown mới nha. Cái này còn 19 ngày 11 giờ nữa mà hết rồi, nên là vô coi ngó xíu đi. Nói chung là cái sự kiện này liên quan tới Trung Quốc, nên là mấy cái con chibi này nó đều có một tí gì đó Trung Quốc rồi anh em. Đấy, có Kung Fu này, có Warrior. Ủa thì sao tôi nhìn thấy nó giống như kiểu Samurai quá vậy. Mà Chinatown sao lại có ca cả nón lá Việt Nam ở trong đây nữa? Là sao vậy ta? Xong rồi có... Thôi cái này là cái gì đây? Cái này là người ta đổi cái gì đây? Em hơi nhạy cảm nha. Nhưng mà nói chung là nó liên quan tới những cái sự kiện về Trung Quốc ở đây mà. Để tôi lướt vô mấy cái này coi là có cái gì trong đây. Nói chung là những cái này nó có giá tiền ở trên. Một cái hòm này có tận 0.75 đô một hòm. Hòm này 52 đô. Mở cái hòm bao nhiêu? Mở cái hòm này mà ví dụ mà hên thì ra được cái này hả? Có hời quá không vậy? Thấy cũng lời đó. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là set go nó làm skin như nào anh em? Có nghĩa là nó sẽ có những cái chẳng hạn như là nó ra skin mới, xong rồi nó sẽ nó xem có một cái rương hộp mới có skin mới trong đó, hay là nó như nào anh em nhờ, hay là nó chỉ có bao nhiêu skin xong nó quay đi quay lại hiếm hay là không hiếm thôi. Ê, để tôi lướt coi mấy cái sự kiện khác nó có mở dao không nhá. Cái này là nó, cái sự kiện này nó tổng hợp súng dao các thứ đồ súng lục ở trong đây. Nhưng mà để tôi tìm thử coi là có một cái rương nào mà nó mở dao gọi là búm búm hay gọi đây butterfly. À, đã luôn chứ. Nhưng mà cho tôi hỏi sao thấy cái con lo này nó đắt thế nhở? Con vàng vàng này này. Con này sao nó đắt thế nhở ta? Con này thấy chả đẹp bằng mấy con kia. Nói chung là cái gì, Hana thích con nào hả? Hana hả? Em thích xương xương thôi. Em thấy con này cũng đẹp. Tôi có trên đây. Tôi có bao nhiêu? Bây giờ mình ưu tiên mình tham gia cái sự kiện mới này trước đi. Coi nó có hời không? Xong rồi mình còn dư bao nhiêu, mình chơi cái khác. Hiện tại nhá, tôi chơi sự kiện hôm hiện tại tôi có đa cái gì, cái điểm sự kiện này người ta gọi là cái điểm sự kiện. Hiện tại tôi có 83.745 điểm sự kiện này. Nếu như mà anh em chơi sự kiện anh em sẽ được tặng sự điểm sự kiện đấy, hoặc là anh em có thể mở được mấy cái này này. Và thôi để tôi mở cái room này đi.
Ủa nhưng mà cái điểm sự kiện này, điểm sự kiện này cao đi nó. Cũng lời. Hay là do mình chơi một lần cho nên là nó chưa có vô đâu hết nhờ? Hay là mình tí mình thử sức với cái tip butterfly đi anh em. À, chân chân qua con này xíu cũng ngon rồi đó. Chân chân qua xíu cũng được rồi đó. Khoan sao 338 người xem mà chat nhảy ít vậy á? Thì anh không biết à. Ngoài hack game ra thì em còn hack cái kênh hack cả view cơ. Kênh em có cái gì mà thật đâu. Càng bot hết. Bot mà cũng phân nhánh nhá, bot có bé ba với cả bot có bồ. Nó phân chia giai cấp lắm. Bot F3 thì thuê rẻ hơn, à nhầm, thuê đắt hơn chút xíu. Tại vì bot F3 thì không có cần phải làm gì hết, thì có gì đâu chơi, có ai đâu chơi. F3 nên là chắc cũng nhiều, nên là giá thị trường nó cũng hơi cao. Còn bot nào có bồ thì chỉ khi nào bồ đi ngủ hoặc là bồ bận hay là rảnh rảnh thì tại dẫn bồ đi chơi này kia cũng bận nên đâu có xem chim thường xuyên được, nên là giá những cái bạn nào mà có bồ thì nó hơi rẻ hơn chút xíu đó. Nhưng mà được cái là bot F3 ngoài cái F3 ra cũng được cái khó tính, thì cả cũng đành hành lắm. Bot có bồ thì cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng mà khi nào mà bồ giận thì cũng đành hành không kém. Nói chung là có qua có lại thôi, không hơn gì nhau hết. Thế thì mình bot gì hả chị á? Bot răm em. Cái này được nè, cái này cũng lời lời nè. Được rồi, cái này lời rồi thì mình đổi rương, mình qua rương khác mình chơi. Làm thử cái rương này đi. Đâu rồi? Làm thử cái rương rương này đi. Cái này có vẻ được nha. Quay thử đi. Ngon. Ngon luôn cơ chứ. Ủa Hana là nữ streamer duy nhất vợ tôi cho xem. Em không biết nên vui hay nên buồn đó nè. Nói thiệt, em không biết cái nên vui hay nên buồn cái comment đó nữa. Hay là thôi em lạc quan đi. Nói chung là vợ anh cho xe chắc là vợ anh cũng sẽ thấy được cái giá trị năng lượng tích cực mà em trao tới cho mọi người ha. Không có một tí gì mà gọi là nguy hiểm đối với anh em kinh chết hết. Em nghĩ là vậy. Thế là góc nhìn lạc quan nhé. Góc nhìn lạc quan là như vậy nhé. Anh em có thấy không? Anh em có thấy là tôi chim cho anh em xem, tôi có bao giờ mà tôi anh yêu ơi donate cho em đi, tháng này em yếu quá. Hay là dạ em cảm ơn chồng yêu nha, em cảm ơn anh donate chị. Không hề luôn á, không có luôn á, rất là thoải mái tự nhiên luôn. Anh em kinh chat quý donate. Tham thì thăm, tham thì bú thôi. Ngon. Tôi sẽ giữ cái này lại. Cái này đẹp nha. Cái này được à. Cái này hơi xấu. Bây giờ nâng cái phải đi. Thôi, được rồi. Thôi, không nghe lời anh em kinh chát đâu. Nâng lên cái này là đẹp ngon luôn nè. Bây giờ một ăn cả. Ngã là về không nè.
Một ăn cả ngã là về không nè. Trái phải anh em. Trái phải anh em. Trái hay phải? Hết rồi.